Cái này là phải hôn đúng không? Dạ đúng rồi, định mệnh á. Chết rồi, chết rồi. Đâu phải đọc đi dân, khởi động. Khởi động. Miễn phí ngoài trời thật là vui như thế này để cho mọi người thưởng thức, thì cái phần nội dung và đầu tư nó rất là lớn. Tuy nhiên là Lộ và các bạn đều không có màn gì hết á, cho nên rất mong một cái thao tác đơn giản là về truyền thông từ các YouTuber, thì rất mong các anh chị hỗ trợ giúp cho là giữ hình ảnh của đoàn thật là đẹp. Ví dụ giống như là mình giật cái tiết được cũng vậy, ngày hôm qua chỉ có 200 khách thôi, tại full ghế đây là 200 quý vị nha, giật cái tiết 3.000 khách. Và làm báo hại bên phường hỏi ủa sao diễn đông dữ vậy không báo anh chị, thấy không, nó khổ cho tụi em vậy đó quý vị. Cho nên là 3.000 người là bằng một cái sân vận động mới quý vị, chứ không phải là một cái quy mô nhỏ như vậy. Nhưng mà quý vị vô tình thôi đã làm ảnh hưởng cho đoàn rất là nhiều. Hoặc là khi mà tụi em mà giỡn mà nô đùa thế này dọn trong dân đó, quay qua quay lại đúng không gì, thì thật sự là để hầu mong mang tiếng cười đến cho tất cả chúng ta sau những cái giờ phút căng thẳng, hoặc chỉ là chủ yếu buông vui thôi. Nhưng mà qua cái tích của quý vị thì nó sẽ trở thành một cái nội dung vô cùng nhạy cảm và ảnh hưởng đến hình ảnh của đoàn, hoặc là hình ảnh của những người hát Lô Tô. Thì em rất là mong với những cái nhân sự ở những đoàn khác thì em không có biết, nhưng với Sài Gòn Tân Thời, sự hình ảnh đẹp và tôn trọng khán giả luôn là cái tiêu chí. Cho nên rất mong quý vị khi mà đến với Sài Gòn Tân Thời quay tư liệu để post lên YouTube và quý vị có thể kiếm được lợi nhuận từ đó, thì quý vị cũng hỗ trợ giúp cho đoàn một công tác là hãy giữ gìn hình ảnh Sài Gòn thật đẹp, hình ảnh Sài Gòn Tân Thời thật đẹp và Lô Tô thật sang trọng. Đó là cái điều mà quý vị đã trả lại cho đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ đúng rồi, kính thưa quý vị, ví dụ như quý vị đến đây mà thấy đông quá thì quý vị có thể đi về luôn nha. Dạ. Mày không hả mày? Rồi mày ăn cái gì về sống? Ai biết đâu, tại thấy chuyện nó đông quá sợ. Rồi cái đó quý vị, và em đang cầm trên tay một cái chìa khóa xe. Dạ ai mất chìa khóa xe dạ chạy lên lấy giùm cho em nha, kiểm tra lại liền giùm quý vị ơi. Dạ cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Dùm tao đi, cho anh Dân nó dịch dùm em này, chứ Dân nó hiểu thôi. Tiếng của nó với em hiểu gì? Hiểu mấy cái tiếng của ngôn ngữ của mình á. Không, tao có hiểu mày. Hiểu đi vô. Tao có hiểu cái dòng nhạc của mày. Vô vô vô. Số gì đi mày, 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 gì mình quay về tuổi thơ cái đi. Mấy gì đi mày, gì đây chỉnh mà đi mà kia mày ra à cho đi mà kia mày ra. Tuổi thơ không có cái đó. Tiếng Nhật không có luôn. Cái đó là tiếng Nhật Bản. Ta thông báo cho mày biết, khán giả của Sài Gòn Tân Thời trình độ rất cao. Ngoại ngữ nào cũng có, mày hát tầm bậy là người ta cầm lên liền. Vậy em hát tiếng gì được? Người ta nói là cái bài hát hồi nãy chữ đầu không phải là chịt chịt tí ta ra. Không, cái chịt okay. Chịt đó là cái tiếng của cái trống á, anh thử cái trống cho mọi người nghe coi. Không, ở đây có trống rồi không cần hát để dằn làm cái trống nữa. Có nghĩa là hát bài khác đi cưng vô. Đi đây mày đi đây dâm. Mày đi đây mày đi đây mày đi đây mày đi đây. Con bướm xinh con bướm xinh con bướm đa tình đây. Rồi đi dẫm luôn qua đây làm tình. Con em này con em ai con em ta làm. Bài ta nước con ta cha cha. Con em ai con em ta là đặt. Quá thật. Quá rồi, con qua mấy tôi hôm nay nói chị ơi. Nói nghe là con này con én hay là con tê giác? Không rồi, nó xài cánh này. Đụng mẻ sứ của nó rồi kìa. Trời ơi. Cánh sứ không? Em nghe một cái. Nói chung là hát lẹ vô kiểm tra hàm răng chứ thế góp cái gì trong rồi đó. Rồi, vô. Sao không? Bài xuống gì đây? Mấy gì đây? Thôi đi chị phụ em đi. Đi đây mày, đi đây mày, đi đây mày, đi đây mày, đi đây. Tặng thử dân bạn, hồi gian về đừng có đà đừng còn đạp đừng còn đạp. Nói không dừng qua mẹ, ngày cưới đường nhạc bắt đường. Ai đợi tới nhà trẻ đi, từ ngày tháng giờ này tương hồn. Mà lòng cái dữ. Cái đó là giọng chốc bóp 12. Con 12, con 12, con 12 là hát này không? Tính mà. Không, trời ơi, không, trời ơi. Bánh bèo bước ra đây. Bánh bèo à, thì biết rằng là cái mùa cái đại dịch đúng không chị? Này cũng đúng rồi, mùa đại dịch đó đúng không? Trao nhau nụ hôn, niềm tin và hy vọng cũng hơi ngại ngùng đúng không? Dạ. Nhưng mà thôi kệ đi. Quay tiếp đi má. Không rồi. Ủa? Không hả? Không chứ, không không? Em quay tiếp đi, em quay đi. Biết nói gì nữa vậy? Cái này là phải hôn đúng không? Dạ yeah. Đúng rồi, định mệnh á. Chết rồi, chết rồi. Đâu phải đọc cái dân, khởi động. Khởi động. Mày hung hay mày đấu bò vậy? Con này thiệt sự. Thôi em quay tiếp đi, bạn giỡn thôi. Không sao đâu. Chút xíu có gì em không hung thì để chị hung cho. Rồi ok vô. Bèo nợ em 2 cái thôi nha. Ôi là trời ha. Trời nếu mà một lần nữa đúng không quý vị là phải hung đúng không quý vị? Mặc cho định kiến xã hội em phải hôn thôi. Rồi một con gấu lớn mừng quá. Qua nạn rồi hết tăm tay rồi qua đi. Em sợ mình. Đúng, con em thích con nào lấy đi. Thì có anh này hỗ trợ nè. Rồi. Ok, kính thưa quý vị và bây giờ vòng loại tiếp theo, vòng loại đặc biệt và chúng ta sẽ đến với một khách mời cũng là một nghệ sĩ rất là lớn nữa và sẽ phục vụ cho chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay giống trên poster mà Lộ đã quảng cáo trước đó. Và ngay bây giờ, một tràng pháo tay thật lớn cho nam nghệ sĩ Ngân Tuấn thưa quý vị.